Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube chính thức của Oli Technology. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt tính năng gọi điện trên loa Mica. Chỉ với vài thao tác rất đơn giản và chỉ cần cài đặt một lần duy nhất, bạn sẽ dễ dàng gọi điện cho người thân, bạn bè vô cùng tiện lợi, nhanh chóng bằng giọng nói trong lúc đang bận tay hoặc trong tình huống khẩn cấp mà điện thoại hết pin hoặc không tìm thấy điện thoại. Đối với việc gọi điện thông qua app và loa Mica, bạn cần phân biệt hai trường hợp sau. Trường hợp 1, gọi điện cùng tài khoản. Trường hợp 2, gọi điện khác tài khoản. Trường hợp 1, gọi điện cùng tài khoản Mica, nghĩa là gọi điện giữa app và loa sử dụng cùng một tài khoản. Đối với trường hợp này, bạn có thể gọi từ app sang loa, từ loa sang app và từ loa sang loa. Để gọi từ app sang loa, bạn làm như sau, chọn menu, sau đó vào mục loa. Chọn loa cần gọi và bấm vào icon điện thoại để thực hiện cuộc gọi đến loa. Để gọi từ loa sang app, bạn làm như sau. Kiểm tra tên tài khoản đang hiển thị trong app bằng cách bấm vào icon menu. Khi cần gọi, bạn yêu cầu, Mica ơi, gọi cho cậu tên tài khoản. Nếu bạn chưa đổi tên tài khoản, bạn có thể vào menu, chọn thông tin tài khoản và tiến hành đổi tên cho tài khoản của mình. Sau khi đổi tên, bạn có thể ra lệnh cho Mica dễ dàng hơn. Ví dụ, Mica ơi, gọi cho Hiệp. Để gọi từ loa sang loa, bạn cần đặt tên cho các loa. Ví dụ, bạn có hai loa được đặt tên là loa phòng khách và loa phòng ngủ. Khi muốn gọi cho loa phòng ngủ, bạn hãy yêu cầu, Mica ơi, gọi cho loa phòng ngủ. Trong trường hợp bạn chưa đặt tên cho loa, bạn vào menu, chọn thiết bị, chọn loa cần đặt tên và bấm vào biểu tượng cây bút để đặt tên cho loa. Trường hợp 2, gọi điện khác tài khoản Mica, nghĩa là gọi điện giữa người dùng A và người dùng B sử dụng hai tài khoản riêng biệt. Trong trường hợp này, những người dùng này có thể gọi từ app của A sang app của B và ngược lại, gọi từ app của A sang loa của B và ngược lại, gọi từ loa của A sang app của B và ngược lại, gọi từ loa của A sang loa của B và ngược lại. Để thực hiện được những cuộc gọi nói trên, bạn cần thực hiện 5 thao tác sau. 1. Kết bạn. 2. Đồng ý kết bạn. 3. Đổi tên gọi bạn bè. 4. Chia sẻ thiết bị. Và 5. Đặt tên cho loa của bạn bè. 1. Hai tài khoản cần kết bạn với nhau. Để kết bạn, bạn thực hiện như sau. Bước 1. Bạn mở menu. Chọn kết nối. Ấn vào icon tùy chỉnh ở góc phải phía trên. Và chọn thêm bạn mới. Bước 2. Nhập số điện thoại hoặc email của bạn bè. Và bấm kết bạn. 2. Trong trường hợp bạn là người nhận được lời mời kết bạn, bạn cần đồng ý yêu cầu kết bạn. Để đồng ý, bạn thực hiện như sau. Bước 1. Bạn mở menu. Chọn kết nối. Ấn vào icon tùy chọn ở góc phải phía trên và chọn quản lý kết bạn. Bước 2. Lúc này, bạn sẽ nhìn thấy những lời mời kết bạn. Hãy bấm vào dấu tích màu xanh để đồng ý. Sau khi kết bạn thành công, bạn bè sẽ được hiển thị ở mục danh bạ trong phần kết nối. 3. Sau khi kết bạn thành công, bạn cần đổi tên hiển thị của bạn bè trong danh bạ, giúp Mica nhận diện họ dễ dàng hơn. Để đổi tên một bạn bè trong danh bạ, bạn chỉ cần bấm vào tên của họ. Sau đó chọn icon cây bút để đổi tên. 4. Chia sẻ thiết bị với bạn bè. Lúc này, cuộc gọi có thể thực hiện từ loa sang app hoặc từ app sang app, nhưng chưa thể gọi giữa các loa với nhau. Do đó, bạn cần chia sẻ thiết bị với bạn bè để thực hiện gọi điện giữa hai loa. Để chia sẻ thiết bị cho một bạn bè, bạn thực hiện như sau. Chọn menu và mục kết nối. Tiếp tục chọn thẻ danh bạ và bấm vào tên người bạn mà bạn muốn chia sẻ. Chọn dòng thiết bị đã mở cho bạn bè. Bấm thêm thiết bị. Bấm vào loa mà bạn muốn chia sẻ với bạn bè. Sau đó bấm chọn. Nếu bạn muốn hủy chia sẻ, hãy bấm dấu X ở cuối tên thiết bị tại giao diện này. Khi bạn chia sẻ thiết bị, bạn bè sẽ có thể gọi từ loa của họ sang loa của bạn. Khi họ chia sẻ thiết bị với bạn, bạn sẽ có thể thực hiện cuộc gọi tương tự. 5. Hãy đặt tên cho loa của bạn bè khác với tên của loa bạn đã liên kết. Để đổi tên cho loa của bạn bè, bạn thực hiện như sau. Chọn menu và mục kết nối. Chọn dấu tùy chọn ở góc phải phía trên và chọn quản lý chia sẻ thiết bị. Bấm vào icon thiết bị được chia sẻ với bạn. Bấm vào loa bạn muốn đặt tên. Bấm vào icon cây bút và điền một tên mới. Sau đó bấm cập nhật.
Sau khi hoàn tất các thiết lập trên, bạn có thể gọi điện giữa các app và loa một cách dễ dàng, không cần SIM. Thuận tiện khi bận tay, dùng thay khi điện thoại hết pin hoặc trong tình huống khẩn cấp. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Bấm đăng ký để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác bạn nhé.